Bây giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lanh, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức Phật, tịnh tô hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đều bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học. Thế Tôn, chúng con có chí mong được tri kiến Phật, tri kiến Như Lai, chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm Đức Phật tự chứng biết cho. Đây là nói lên cái lòng tha thiết của các ngài. Các ngài chỉ được tha thiết là được tri kiến Phật, chứ không có cái ý nào khác hết. Bây giờ đây chỉ chờ mong Đức Phật thấu hiểu cho lòng mình, chỉ mong được tri kiến Phật để rồi thành Phật. Lúc đó 80 người trong chúng của Chuyển Luân Thánh Vương dắt đến, thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng tự cầu xuất gia, vua liền thuận cho. Bây giờ Đức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di, qua hai muôn kiếp sau mới ở trong hàng bốn chúng, nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Xã Hội Niệm. Thì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, chữ Diệu Pháp hôm trước tôi đã nói đó, tức là nói tri kiến Phật, gọi là Diệu Pháp. Thì nói kinh này để cho các ngài nhận ra được cái tri kiến Phật. Đức Phật nói kinh, đó xong, 16 vị sa di vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đồng thọ trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói kinh đó, 16 vị sa di bồ tát phải được tinh thọ, trong chúng thanh văn cũng có người tinh hiểu. Ngoài ra nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp chưa từng thôi mỏi. Phật nói kinh đó xong liền vào tỉnh thất trụ trong thiền định 84.000 kiếp, nghĩa là dài, quá là dài, phải không? Rồi khi ngài trụ định đó thì làm gì? Bây giờ 16 vị bồ tát sa di biết Phật nhập thất trụ trong thiền định vắng bạc, mỗi vị đều lên pháp tòa cũng trong 84.000 kiếp. Vì vốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi vị độ 600 muôn ức na gia tha hằng hà sa chúng sanh, chỉ dạy cho được lợi mừng khiến pháp tâm vô thượng cho đẳng chính giác. Đó, tôi học cái sách của Phật. Đức Phật ngài hồi thở xưa, rất là xưa đó, thấy không? Làm như vậy thì mình bây giờ mình chưa có cái gì mong muốn nào thành Phật hết á, nhưng mà cũng bắt chước từ từ. Rồi Đức Phật ngài nói pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi, cái thì ngài không nói nữa, ngài nhập định để cho ai nói? Bắt đệ tử nói, phải không? Bắt đệ tử nói để nó gieo duyên, nó đổi chúng sinh như sao thành Phật chứ. Mình thành Phật rồi mình cứ mình nói hoài, đệ tử làm sao có cái duyên mà thành Phật, phải không? Cho nên rồi đệ tử nó phải nói nhờ cái duyên đó mà sau này nó mới thành Phật. Như vậy, còn nếu mình cứ nói hoài là mình dành hết. Đó, do đó nên tôi bắt trước, tuy rằng chưa có được thành Phật nhưng mà bắt trước từ từ. Tôi nghĩ để cho quý vị nói, quý vị độ chừng đó cái nó đông thêm, chứ còn cái duyên của người lớn thì nó cũng có chừng mực nào, rồi tới những người khác ở dưới thì có cái duyên rồi. Cái bây giờ có một mình tôi nói à, rồi sau đây biết cả trăm người nói, phải không? Cái trăm người nói thì người mà độ được chừng trăm thì nó được nhiều rồi, người độ trăm người thì chừng nhiều. Đến 100.000 người thì hơn thay vì tôi đổ có 100 người. Bởi vậy cho nên nó là cái quan trọng là người trước hướng cho người sau. Ở đây các vị Sa Di Bồ Tát này mới là Sa Di Bồ Tát thôi, chứ đâu phải lúc đó thành Phật, phải không? Mà bây giờ nhiều khi quý vị cứ khiêm nhường, cái chỗ mà các vị này được á thì quý vị nghe nói rất là rõ.
Nghĩa là khi mà nói cái pháp đó rồi thì những gì đó làm sao? Nghĩa là nghe rồi thì được cái lòng tin, phải không? Nghĩa là các vị đó được sao gì thải được tin thọ, tin thọ thôi chứ lúc đó đâu có chứng quả gì. Tin thọ, từ cái tin thọ đó rồi thì có một số thanh văn cũng tin thọ, nhưng mà có nhiều người không tin, bởi mình đã tin nhận rồi cho nên mình có quyền nói cho người khác nghe, phải không? Cái mình tin nhận đó cho rồi cứ đợi thành Phật rồi nói thì thôi, xa biết chừng nào mà làm sao thành Phật được. Quý vị nghĩ làm sao thành Phật đây? Nếu không độ chúng sinh, không làm công đức thì có thành Phật được không? Đố thành Phật. Cho nên những người nói đợi tôi tu thành Phật thì tôi phải nói, thì đó là họ trốn trách nhiệm chứ không phải là họ biết tu. Biết tu thì mình phải làm ngay bây giờ, tạo công đức cho nhiều, rồi sau này mình mới thành Phật. Cũng như bây giờ có người ở ngoài thế gian đường nghèo, ta rủ làm ăn, bây giờ có cái công tác kia làm ăn nó có thể mình phát đạt được, nói thôi chừng nào tôi giàu tôi làm chứ giờ còn nghèo quá không có làm. Nói vậy tức là người đó nói sao? Đó là nói một cách không có ý thức gì hết trời, phải không? Chứ ý thức thì mình muốn làm, mình làm ăn mới có phát đạt, mà phát đạt rồi mới giàu. Chứ bây giờ không chịu làm ăn mà đợi giàu mới làm thì giàu làm chi nữa. Bởi vậy cho nên trong khi mình còn thiếu phước, thiếu đức thì mình phải tạo phước đức. Muốn tạo phước đức thì tự nhiên ở cư sĩ thì đem phương tiện vật dụng cúng dường hoặc là giúp đỡ chúng sinh nghèo đói. Còn mình ở trong đạo thì đem pháp, tính pháp của Phật, ngọn đèn hay là cây đuốc hay là con đom đóm gì đó cũng ráng chút chớ cho nó sáng sáng cho người ta thấy cho đỡ, thì như vậy còn hơn là để tối mù mịt. Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng. Bởi vậy nên cái tinh thần của đạo Phật chúng ta nhìn ta thấy tận cùng thì cái trách nhiệm của người quá đạo là phải làm được tất cả những cái lễ chúng sinh thì sau này mới thành Phật. Chứ còn đợi tu ngồi tu rồi thành Phật thì không có. Ngồi tu thành Phật không bao giờ thành Phật, nếu có thành A-la-hán thôi chứ không có thành Phật, phải không? Thành Phật thì phải độ chúng sinh. Cho nên tự giác là giác tha đó, mình tin rồi tức là có một phần tự giác, từ đó mình đem cái lòng tin mình đó, cái chỗ hiểu mình đó mà làm lợi ích cho người ta. Đức Đại Thông Chí Thắng Phật qua 84.000 kiếp sau từ Ta Muội Vệ qua đến Pháp Tòa mà ngồi an lành khắp bảo trong hàng đại chúng. 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có. Bây giờ khen nè. Các căn thông lệ trí huệ sáng láng đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức Đức Phật, ức số Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật thường tu hạnh thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chỉ dạy chúng sanh, làm cho vào trong đó các ông phải luôn luôn gần gũi và cúng dường các vị ấy. Vì sao? Nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai. Như vậy thì rõ ràng kinh pháp mà của 16 vị Sa Di nói là kinh pháp hoa, tức là tri kiến Phật, tin nhận được tri kiến Phật rồi gìn giữ tri kiến Phật đó, tu hành thì sau này sẽ thành Phật cho hữu nghi. Đó là cái trách nhiệm của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng đã rồi. Bây giờ tới phần Đức Phật Thích Ca nói đây. Phật bảo các thầy, các tỳ kheo, đây là lời bảo của Phật Thích Ca. Nhớ đoạn trước là của Phật Đại Thông Trí Thắng. 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh Diệu Pháp Liên Quan này. 600 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát quá độ đó đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung, theo nghe pháp với Bồ Tát, thải đều tin hiểu
nhờ nhân duyên đó mà được gặp bốn muôn ức các đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chẳng nớt. Những cái vị mà các Bồ Tát Sa Di đó thuyết pháp cho nghe, thì những vị đó sau này ra đời thì đều gặp các vị Bồ Tát đó, rồi sau nữa thì gặp cái chư Phật tiếp tục luôn không có ngớt. Như vậy trên đường tu cứ tiến mãi chứ không có cái dừng. Các tỳ kheo, ta nói với các ông, 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đương nói pháp trong cõi nước ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. Hai vị Sa Di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Xúc ở nước Quan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đảm. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạt Thiên Đàng Hương Thành Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Văn Tự Tại, vị thứ hai tên là Văn Tự Tại Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông, Đông Bắc hiệu Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý. Vị thứ 16 chính là ta, chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm Sa Di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa chúng sanh vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Theo ta nghe pháp, những chúng sanh đó đến nay có người trụ bậc thanh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lành vào Phật đạo. Đó, thì cái đoạn này quý vị thấy cái ý nghĩa thật là rõ ràng. Nghĩa là ở đây tôi nói như hồi nãy, cả sự và lý. Nói về sự thì đây là diễn tả cái sức nhớ, cái trí tuệ của Phật, nghĩa là nhớ lại vô lượng tiền thân mình, nó trải qua vô lượng kiếp, phải không? Từ trước Phật nhớ rõ ràng, đó là đứng về mặt thời gian. Thì như vậy, rồi thêm cái ý nữa là Đức Phật Thích Ca mà đã thành Phật ở thế giới này, chúng ta được giáo hóa đó, là Ngài đã tu từ hồi trước Đức Phật Đại Thông Chí Thắng lận, phải không? Tu trước là chứ không phải mới đó. Mà từ Đức Phật Đại Thông Chí Thắng tới Đức Phật Thích Ca thành Phật thì chừng bao xa? Nghe là hồi nãy nói cái tính không thể hết, không thể nộ được. Thì như vậy, nghĩa là cái thời gian giáo hóa của Ngài, tu hành của Ngài, từ đó cho đến nay vô biên vô số, không biết bao lâu mà kể. Bởi vậy cho nên Ngài mới giáo hóa chúng sinh vô biên vô số, không thể kể hết được. Đó, thì như vậy để nói cái sức thời gian mà Ngài nhớ nó cũng quá dài, rồi cái thời gian tu hành của Ngài nó cũng thật là quá dài, không thể tính hết được. Đó là nói về sự. Thì lý thì như vậy, Đức Phật Thích Ca Ngài ngộ đạo thành Phật thì do cái tri kiến Phật, cái giác ngộ viên mãn. Bởi cái giác ngộ viên mãn cho nên rồi cái trí tuệ Phật không bị thời gian chi phối, nói bao nhiêu cũng được hết trơn, không có giới hạn, không có chừng mực. Đó. Rồi kế cái thứ hai là không gian. Thì 16 vị vương tử tu hành thành Phật ở 8 phương, phải không? Mỗi phương thì 2 vị. Như vậy thì 8 phương nó hết thảy là 16 vị. Thì đó là nói tới không gian.
Thì đứng về sự thì trong không gian này không phải chỉ có một nước, có một cái cõi diêm phù, hay là cái thế giới của chúng ta có Phật Thích Ca ra đời, mà nhiều cái hành tinh khác cũng có những Đức Phật ngài đương giáo hóa trong đó. Nghĩa là mười phương đều có Phật giáo hóa, chứ không chỉ có một cõi này. Bởi vậy cho nên khi chúng ta đã gieo cái giống Bồ Tát rồi thì không gặp Phật ở cõi Ta Bà, thì chúng ta nhắm mắt đi sẽ theo cái duyên mà sanh ở cõi Phật khác. Rồi như vậy thì cứ như vậy mà gặp Phật, tiếp tục tu hành cho đến chừng nào đủ phúc, đủ duyên, trí tuệ viên mãn thì chừng đó thành Phật, chứ không có lo rằng chúng ta không gặp Phật. Bởi vì Đức Phật không có trở lại cõi này, nhưng mà không phải là hết, vì mười phương đều có Phật. Nói về lý thì 16 vị là 16 vị Phật, và 16 vị Phật ở trùm cả 10 phương hay là cả 8 phương. Thì như vậy đứng về mặt không gian thì trí tuệ Phật là bủa trùm cả không gian, không có giới hạn, không có chỗ này có chỗ kia thiếu, mà nơi nào chốn nào cũng có. Đó là nói về lý và sự cho quý vị thấy rõ. Bây giờ ngài mới giải thích thêm, nói rằng khi Phật thành Phật rồi thì ngài có những đệ tử thanh văn giáo hóa họ để được cho thành vô thượng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh được quá độ, chúng ta bị quá độ được quá độ trong thở đó chính là bọn ông các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có cái đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay, hạnh của Bồ Tát tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó dầu sanh lòng tưởng là ta diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ Phật được nghe kinh này chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào khác trừ các đức Như Lai phương tiện nói. Thì như vậy ở đây Phật nói hết sức là rõ, phải không? Nghĩa là những cái chúng sinh mà được ngài giáo hóa trước thì lần lần theo Phật cho nên chứng quả thanh văn, rồi ngài hướng dẫn lên cái hạnh Bồ Tát. Rồi cũng có những người sau này nghe được cái giáo pháp của Phật rồi tu hành thì cũng có cái lòng tin, nhưng mà họ chỉ tưởng rằng họ nhập niết bàn khi chứng A La Hán, đó là cuối cùng, ngang đó là được viên mãn, chứ thực ra đó không phải viên mãn. Rồi họ lại ngỡ rằng Đức Phật nhập niết bàn đó là hết, hay là không còn trở lại, mà không ngờ rằng Phật nhập niết bàn ở đây là ngài đã hiện ở nơi khác để mà giáo hóa chúng sinh, chứ không phải là ngang đó ngài hết đâu. Các tỳ kheo, nếu Đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc rõ thấu pháp không, sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn, việc mà vì nói kinh này trong đời không có hai thừa mà được diệt độ, chỉ có một Phật thừa được diệt độ thôi. Diệt độ tức là niết bàn, nghĩa là đúng ra đạo Phật thì không có hai thứ niết bàn, mà chỉ duy nhất có cái niết bàn Phật thôi. Nghĩa là thành Phật là cái niết bàn cuối cùng, còn cái kia chẳng qua là cái phương tiện, chứ không có phải niết bàn thiệt. Đây là Phật mới dẫn dụ. Các tỳ kheo nên rõ Đức Như Lai phương tiện, sâu vào tánh chúng sinh, biết chí nó ưa pháp nhỏ, rất ham năm món dục, vì hạng người này mà nói niết bàn, người đó nếu nghe thì liền tin nhận. Sở dĩ Phật mà nói cái pháp niết bàn của A La Hán đó là vì sao? Vì ngài biết cái tâm của người ta ưa cái nhỏ, rồi lại thích ngũ dục nữa, phải không? Cho nên là buộc lòng ngài phải nói niết bàn
nghĩa là tu một đời nhập niết bàn liền à, thì như vậy họ mới ham, họ mới chịu tu à. Thì cái điều này nghe thì quý vị cảm thấy mình có giống giống trong đó không à, như là mình tự thấy tu mà dài lâu kiểu Phật ngán quá phải không à, thì tới cái đoạn dưới cái thí dụ để làm rõ. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn ghê sợ quan vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ canh bửu, tức là bảo sở đó, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi, bạch đạo sư rằng: chúng con mệt nhọc lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa, đường trước còn xa, nay muốn lui về. Giống hệt chúng ta bây giờ, nói là nghe tu thì cũng ham vậy, giải thoát sinh tử ai không ham. Nhưng mà nói tu trong một đời thành Phật hay là một đời chứng A-la-hán nhập niết bàn thì còn thích, mà nói tới vô số đời vô số kiếp mới thành Phật, nghe nó nghe ngược nghe xuôi phải không. Đó là tôi nói cái xa, nói tới thành Phật chính chỉ trong một đời này thôi. Là có nhiều người hồi còn trẻ cũng phấn chấn tu hành lắm, tu được 5 năm 10 năm là sao thấy cũng không tiến bộ được bao nhiêu, là sao cũng còn hơi lôi thôi vậy thôi, hiểu biết được chút ít đạo lý chứ cũng chưa chứng cái gì, chưa thấy cái gì lạ. Cái lời rồi sao, thôi về nuôi má cho rồi, thấy không, cho tu gì lâu quá mà không được gì hết trơn đó. Lâu quá là bao nhiêu năm, 5-10 năm vậy cho là lâu quá rồi phải không. Tôi thiệt ra đối với đường tu thành Phật ấy, nó dài tới cỡ nào, nó không có giới hạn thời gian, mà mình mới có 5-10 năm mà cho là lâu quá rồi, chưa thấy tiến bộ, nó thôi về làm nuôi cha nuôi mẹ còn có phước, chứ tôi thì tôi hoài không thấy gì hết đó. Thì cái đó là cái chuyện giống hệt mấy cái người mà mang cái bệnh lười mỏi đây. Nhưng mà lười mỏi đây đó là tại sao họ sanh lười mỏi, vì nghe nói con đường thành Phật xa quá, mình đi mới được phần nào, bây giờ nó còn xa vịt mù vậy, thì chừng nào mà đi cho tới, thôi giờ mệt mà sợ nữa, đường nguy hiểm, đường tu nó nguy hiểm không quý vị nhớ, nguy hiểm không, nguy hiểm chứ, cái gì sơ sẩy một chút cơ thì xa hầm lọt hố liền phải không, rơi bẫy liền, cho nên nó là nguy hiểm. Mấy người tu giống như là con nai ở trong rừng vậy đó, nó là sợ, nếu mà khéo tránh thì nó phải có bị bẫy, còn nếu không khéo tránh thì nó bị người ta bẫy cái dính phải không. Bẫy nhựa hoặc là bẫy bằng nhợ dây gì đó. Bởi vậy nên rồi nhiều khi 10 người khởi sự tu thì 10 người, nhưng mà tới chừng già đầu bạc thì còn lại chừng nhiêu, còn chừng 2-3 người. Thì tại sao vậy, bị bẫy cái gì bị bẫy rồi, người ta mắc bẫy hết trơn. Đó là cái đường tu nó nguy hiểm vậy đó, nó nguy hiểm mà người ta đâu có biết đó là nguy hiểm. Có người là tưởng đó là vui chứ, thấy cậu bộ cái ông đó, ông ra đời ông có gia đình được 2-3 đứa con rồi, ông dẫn đi chơi vui vui rồi, tưởng đó là vui, mà không ngờ chính những người đó đang mắc bẫy thì dễ dụa không ra đó. Nói vậy cho quý vị nhớ, bởi vậy cho nên nói là đường đã nguy hiểm mà lại xa nữa. Ở nguy hiểm mà gần thì thôi cũng là liều đi, mà xa thôi là xa, thì như vậy cho nên dễ chán, dễ sanh mỏi mệt lắm phải không. Mà đã chán là sanh mỏi mệt rồi, nếu là cái người đạo sư không có biết, không có sáng suốt thì làm sao thúc đẩy họ tu được. Chính như bây giờ tôi là một đạo sư quèn cơ bản như đom đóm thôi, chưa tới gì hết á, mà nhiều khi tôi cũng buộc lòng phải nói. Thấy nhiều người tu thời gian 5 năm 10 năm
nói sao con tu thiền hoài mà không thấy tiến bộ gì hết trơn. Nói vậy tức là có cái gì rồi? Hơi ngán rồi đó, phải không? Muốn thối bộ đề tâm rồi. Thì tôi phải nói sao giờ? Nói đừng có nghĩ vậy, nói vậy là trật. Nói tu một giờ là có lợi một giờ, tu một ngày là có lợi một ngày, tu một tháng là tiến bộ một tháng, luôn luôn là có tiếng chứ đừng nói không có thấy gì. Tại sao một ngày mình tu là ngày mình ăn chay rồi, ăn chay từ ngày đó mình không giết được gà vịt, nó tiến được chút rồi, phải không? Ngày mình tu đó thì mình đâu có dám mà chửi lộn ai, đâu dám đánh lộn ai, cho nên thì ngày đó thì mình đã tiến rồi, mình đâu có tạo nghiệp ác với thiên hạ. Nè, rồi một ngày mình tu đó, dầu sao nữa vừa có những cái sân si, có những cái buồn giận ai nhớ tu, mà mình tu rồi sao bỏ chứ chứa làm chi. Nhưng như vậy đó là tiếng rồi, phải không? Có tiếng đâu phải không tiếng. Thì lấy những cái nhỏ nhỏ đó để mà khuyến khích họ, chứ mà nói là phải được định này, nó định nó mấy ngày là tổng thanh tịnh rồi thì họ chưa được, rồi họ ngán ngược cái xuôi đi, phải không? Buộc lòng phải lấy những cái nhỏ nhỏ đó mà khuyến khích. Bởi vậy nên làm thầy nó khó là khó chỗ đó, là bởi vì thiên hạ nó dễ mỏi mệt lắm. Hồi đầu thì họ hăng hái lắm, không cho tu không chịu nữa, nhất định là tu cho được. Thì mình nói gì nói cực khổ gì nó cũng được hết, hy sinh thì chết cũng được. Nhưng mà cạo đầu rồi vô ở chùa chừng 3 năm mà thấy cứ đợi về thăm má hoài. Rồi còn không đợi về thăm má thì đòi chơi. Hôm nay muốn coi phim này, mốt muốn coi phim kia, giải trí. Như vậy thì nghĩa là hết bệnh này sang bệnh khác, chứ không có cái chăm chăm mà tiếc. Như vậy cho nên rồi cái người hướng dẫn phải làm sao điều cho được, cho họ đi cho xuôi đường, thẳng bước, đừng có bước trái bước ngang, đó là cái điều hết sức là kịch, phải không? Mà đều làm được vậy rồi sao nó vui. Bây giờ thì mình uống nắng nhau, khi người này người kia cũng còn dở, mình nói thẳng uống nắng lần lần, cái thì cái người có trách nhiệm uống nắng thì sáng tu, rồi cái người mà bị uống nắng lần lần cũng mắc trước theo. Rồi cái đời này đựng tí, để sao đựng tí, tí vậy đó, nhiều đời nhiều kiếp cộng lại cái trình đó viên mãn thì mình thành Phật, cái có thế giới trang nghiêm rồi quyến thuộc đông về, thì chừng đó thôi vui là vui, phải không? Đó mới là viên mãn chứ. Nghĩa là mình phải có cái tâm rộng lớn như vậy, to tát như vậy mới làm được cái hạnh Bồ Tát, mới tu thành Phật. Chứ còn nếu nhỏ xíu xíu vậy mà làm gì được. Mình bây giờ phát tâm tu mà giống như là cái tâm con tôm con tép vậy thôi à. Bây giờ muốn chút à. Có nhiều người đó tu làm sao cho đời này cho nó hết phiền não, đỡ những cái chuyện mà thế gian tối buộc là được rồi. Nghĩ vậy đơn giản vậy thôi à, chứ không nghĩ thêm gì nữa hết á. Chứ còn đúng ra tu là nguyện độ chúng sinh nè. Như quý vị thấy có bữa ăn cơm nào rồi không có nguyện tất cả chúng sinh tề thành Phật đạo đâu, phải không? Mình và chúng sinh đều thành Phật đạo chứ quý vị có nguyện nửa chừng đâu, phải không? Có nguyện thành thanh văn duyên giác gì đâu. Đó, như vậy mà nói thì nói vậy mà trong bụng thì cứ nhán nhán hoài, đường xa quá, mỏi mệt quá, phải không? Lâu lâu rồi cũng muốn muốn đổi, đi hoài mệt thôi ngồi bóng cây nghỉ, hoặc là kiếm cái chỗ nào suối mát rồi rửa tay rửa chân rửa mặt rồi cũng khỏe, chứ còn không có chịu đi. Bởi vậy cho nên vị đạo sư nói tới đây tôi cũng tức cười. Tức cười là hôm mà mình đi ngoài lên núi núi Yên Tử đó, thì tôi là cái người bệnh, mà nếu tôi là có làm trách nhiệm hướng dẫn đi mà tôi cứ ì ở dưới hoài thì chắc bà con leo không nổi, cho nên tôi phải nỗ lực, tôi chống gậy, tôi đi cho mạnh, đi cho nhanh. Tôi đi mạnh đi nhanh mấy người sao ráng mà theo, chứ mà nếu mà tôi cứ ngồi ì hoài thì chừng nào lên tới. Cho nên cái người có trách nhiệm mà hướng dẫn đạo sư thì lúc nào dù cho có bệnh nhọc gì mình cũng phải ráng. Mình ráng thì người ta mới nương theo,
Chứ mình mà ì ạch hoài thì làm sao mà họ theo nổi. Rồi họ cũng ì ạch theo rồi rốt cuộc thì cả chùm ở dưới trên núi vậy, không tới đâu hết, phải không? Cho nên rồi nhiều vị cứ nói sao tôi không sợ mệt, tôi không sợ tiên đạp gì hết, là phải liều, phải gan gì mới được. Trách nhiệm là đạo sư phải gan để mà mình đi trước làm gương người ta chứ. Thì quý vị bây giờ đã là cạo tóc ở chùa thì quý vị là trách nhiệm đạo sư rồi đó. Thì quý vị phải làm sao cho ra vẻ đạo sư, chứ đừng có mà ì ạch rồi cứ ọp ẹp hoài, ít bữa là tiếng, ít bữa là lùi. Có khi Phật tử lại nó phiền quá, tu hành gì mà chúng giải không được, chán quá. Như đó thì là Phật tử làm sao? Nó nghe nó cũng chán theo, kiểu là ai giống tu nữa, phải không? Rồi hoặc giả là tu lúc rồi nói sao mà tu cả đời mà chưa thấy tiến được cái gì, nói vậy thì người ta nghe người ta cũng chán theo mình rồi. Cho nên lúc nào mình cũng thấy phải phấn chấn, ta đi rồi ta sẽ đến, nhưng mà đừng nói chuyện nào sẽ đến là cứ đi hoài rồi sẽ đến nè. Ráng mỗi một đời là một nhóm công đức của mình tạo nên, mà nhiều đời như vậy, càng nhiều đời chừng nào là càng nhiều công đức chứ gì sợ, phải không? Như vậy thì nó trăm ngàn muôn ức đời thì mình tưởng tượng chừng đó mình giàu vô kể, phải không?